Với cái thời tiết á mà nắng nôi nực nội như thế này á thì mấy bà ghé sang nhà tôi đi, tôi để cho mấy bà uống cái này, bảo đảm là uống xong á là mấy bà quên luôn trà đào, trà sữa, trà chanh cho bà con. Mà tôi sợ để mấy bà sữa tươi hạt đác này á là báo nữa, báo mấy bà bán trà sữa, trà chanh, trà đào quá à, tại vì uống cái này xong dính thiệt Bà sự luôn hạt nha mấy đác bà. này á thông thường là mấy bà hay đem đi ghim với khóm lắm, ít ai ghim với cam lắm, mà ghim với cam uống lạ mà ngon mà ta, sao không ai chịu làm hết trơn vậy? Bữa nay sẵn tiện về quê có đem theo 1 ký hạt đác mới mua về ghim với cam với lại là chanh dây cho cả nhà uống Mà thử. cái hạt đác này là dạng hạt đác tươi á, người ta cũng đã sơ chế qua rồi, xong rồi người ta hút chân không, người ta gửi đến mình là tầm 2 đến 3 ngày khi mà mình đặt hàng á. Tôi thấy là shop bên đây á, ship hàng cũng nhanh lắm mấy bà. Cái hạt đác này á, khi mà mình về á, mình chỉ cần rửa sạch qua nước lọc, xong rồi mình trần sơ qua nước sôi, bỏ thêm một chút muối cho nó hết cái phần nhớt là được nè. Rồi với cái món này á, thì mình sẽ chuẩn bị thêm vài trái cam với lại là 3-4 trái chanh dây giùm tôi nha mấy bà. Ở nhà mình á, mà có đường phèn á, thì mình sử dụng đường phèn cho nó ngọt thanh nha, còn nếu không có thì mình cứ sử dụng đường cát bình thường. Phần cam á, thì mấy bà vắt lấy nước bỏ hột, còn cái phần chanh dây á, thì mình nạo, mình lấy cái phần nước cốt. Bà nào siêng á, thì lấy bỏ ra cái hộp, còn bà nào không siêng á, thì để luôn cái hộp giống như tôi vậy. Sau đó thì mình sẽ cho hạt đác nè, lần lượt nước cam và nước cốt tắc vô chung một cái thau, rồi mình sẽ cho đường vô. Thì tôi sử dụng 1 ký hạt đác là nửa ký đường á mấy bà. Mấy bà có thể thêm hoặc là bớt lại cái lượng đường tùy theo cái sở thích và cái khẩu vị của gia đình mình nha. Đoạn này thì chờ lâu một chút xíu, tại vì mình phải chờ 2 đến 3 tiếng cho cái hạt đác với cái đường nó hòa quyện với nhau á, rồi mình mới bắt lên bếp. Mình nấu với cái lửa mà thiệt là nhỏ luôn, riu 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 đến khi nào mà cái phần hạt đác nó sền sệt lại là được. Nói là khi mà cái hạt đác nó sệt, nó keo lại nó trong hơn bình thường rất là nhiều luôn. Còn cái màu của nó thì cực kỳ đẹp mắt luôn mấy bà. Làm tới đây là tôi chịu hết nổi rồi đó, tôi phải làm liền 1 phít sữa tươi hạt đác. Trời ơi, tao nói nha, nó lạnh lạnh, nó chua chua, nó ngọt ngọt, còn cái hạt đác thì nó giòn giòn, nó dẻo dẻo. Tự nhiên lúc này tôi quên luôn cái món trà sữa luôn mấy bà. Nói giỡn chứ công nhận nha, hạt đác mà ghim với cam nha, nó thua một cái mùi cực kỳ luôn. Mà không biết mua hạt đác tươi ở đâu á thì có thể tìm bên trái video của tôi nha mấy bà.